Các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn trả lời câu hỏi C4 sau bài lý lớp 12 trang 90 để bài hỏi như sau. Giải thích sơ đồ truyền tải điện năng trên hình 16.5. Các em thấy trên hình 16.5 có vẽ một sơ đồ truyền tải điện năng, trong đó có cả tăng áp và hạ áp. Chúng ta có điện áp đầu ra của nhà máy điện là 10 kV. Đến 200 kV thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng một máy tăng áp. Tiếp theo đến gần nơi tiêu thụ thì 20.000 kV đã còn hạ xuống 5.000 V, như vậy chúng ta sẽ sử dụng tiếp một máy hạ áp. Đến những nơi tiêu thụ nhỏ hơn, ví dụ như gia đình và công sở, thì từ 5.000 V đã chuyển thành 220 V. Như vậy chúng ta lại tiếp tục sử dụng một máy hạ áp. Từ đây cô và các bạn có thể trả lời câu hỏi C4 này như sau. Đầu tiên chúng ta có điện áp đầu ra của nhà máy điện U1 bằng 10.000 V. Qua máy tăng áp điện áp U2 bằng 200.000 kV để truyền tải đi xa. Tiếp theo chúng ta có qua máy hạ áp gần nơi tiêu thụ điện áp U3 bằng 5.000 V. Cuối cùng chúng ta có qua máy hạ áp nơi tiêu thụ gia đình công sở thì chúng ta có điện áp U4 bằng 200 V. Như vậy câu hỏi C4 đến đây là kết thúc.